Nóng, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xử lý dứt điểm vụ án liên quan ông Vương Đình Huệ. Thưa quý vị, mới đây, Quốc hội đã triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 7 theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến nhân sự lãnh đạo cấp cao trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp. Sau khi nghe báo cáo và tờ trình từ các cơ quan chức năng, Quốc hội đã tiến hành thảo luận và tổ chức bỏ phiếu kín. Kết quả, Quốc hội đã nhanh chóng thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ chủ tịch quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ. Đồng thời Quốc hội cũng đã phê chuẩn quyết định miễn nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Vương Đình Huệ, đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Đây là một quyết định quan trọng được đưa ra trong bối cảnh ông Huệ đang phải đối diện với các vấn đề liên quan đến vi phạm nghiêm trọng. Trước đó ông Vương Đình Huệ đã nộp đơn xin thôi giữ các chức vụ lãnh đạo và xin nghỉ công tác Điều này đã được Ban chấp hành Trung ương xem xét và đồng ý tại hội nghị Trung ương diễn ra hôm 26 tháng 4. Trung ương đã quyết định chính thức để ông Vương Đình Huệ thôi giữ tất cả các chức vụ quan trọng, bao gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Đây là một thay đổi đáng chú ý khi ông Vương Đình Huệ từng được coi là một trong những lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo kỹ lưỡng và có kinh nghiệm dày dặn trong quá trình lãnh đạo ông đã từng được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng và đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo đất nước tuy nhiên các báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan điều tra đã chỉ ra rằng ông vương đình huệ đã vi phạm nhiều quy định nghiêm ngặt của đảng bao gồm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của các cán bộ lãnh đạo đặc biệt là các ủy viên bộ chính trị ban bí thư và ban chấp hành trung ương đảng các vi phạm này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng và nhà nước, làm dấy lên sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận. Ông Huệ đã phải chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu, không chỉ trước các quy định nội bộ của Đảng mà còn trước pháp luật của nhà nước. Sự việc càng trở nên căng thẳng khi chỉ trước đó vài ngày, vào ngày 22 tháng 4, trợ lý thân cận của ông Vương Đình Huệ, ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam. Ông Phạm Thái Hà bị cáo buộc tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để gây ảnh hưởng và trục lợi cá nhân. Quyết định khởi tố ông Hà nằm trong một chuỗi điều tra liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An cùng nhiều đơn vị tổ chức khác. Những vi phạm nghiêm trọng này đã gây ra làn sóng bất bình trong dư luận xã hội và tạo ra áp lực lớn đối với đảng và nhà nước. Ban chấp hành Trung ương đã nhận định rằng những sai lầm của ông Vương Đình Huệ không chỉ làm giảm uy tín của các cơ quan lãnh đạo cấp cao mà còn gây tổn hại sâu sắc đến niềm tin của nhân dân. Hành động quyết liệt của Quốc hội và các cơ quan chức năng trong việc xử lý việc này thể hiện nỗ lực mạnh mẽ nhằm đảm bảo sự trong sạch và minh bạch trong bộ máy chính trị và ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực đối với hệ thống quản lý nhà nước. Sinh ra trên mảnh đất anh hùng Nghệ An Xô Viết, gia đình Vương tộc đã từng dạng danh có huệ vui mừng khôn nguôi nhưng rồi nay đã buông xuôi vì tư lợi cá nhân. Thành đời Huệ gian nan, non hồng và sông Lam bé bàng vì Huệ không còn hiếu trung. Quý vị thân mến, ông Vương Đình Huệ đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối trên 98%. Sau đó trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, ông tiếp tục đạt được sự ủng hộ cao với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao. Tuy nhiên cuối cùng Quốc hội lại bỏ phiếu miễn nhiệm ông với tỷ lệ rất cao. Dù Quốc hội đã trải qua nhiều kỳ họp bất thường và các phiên họp bình thường khác, kết quả cuối cùng vẫn là việc chọn nhầm người. Hình ảnh bông hoa huệ trở thành một dấu ấn buồn khi lần đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một chủ tịch Quốc hội phải đối mặt với kỷ luật và rời khỏi hội trường Diên Hồng trong sự bẽ bàng. Ông Vương Đình Huệ chính thức bị miễn nhiệm tất cả các chức vụ, khép lại chặng đường chính trị như ánh sáng của đòn đóm lụi tàn ông bước tiếp theo ông Nguyễn Xuân Phúc và Võ Văn Thưởng trở về với cuộc sống đời thường với lý do vi phạm các quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật. Những vi phạm và khuyết điểm của ông đã gây ra dư luận tiêu cực, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân ông. Ông Vương Đình Huệ thuộc dòng họ Vương Ti ở Nghệ An. Giờ đây ông Vương Đình Huệ không cần cậy nhờ ánh sáng đom đóm, vẫn thấm thía câu thơ của người tộc Đồng Thạch, quỷ Vương Đình Huấn từng viết. Điều tôi biết, người xưa đã biết, cuộc phù du ớn lạnh ở mình, xa lâu cũng nhớ chính trường, Huệ kia một bước chật đường té đau. Mộng làm tổng chủ đã lâu, bây giờ Huệ đã thành sâu to đùng. Ai ơi còn ở xin đừng, gái sinh và bạc chớ đừng nhào vô. Dính tràm vào lò bác tô, lửa hồng đốt củi tươi khô cháy đều. Thưa quý vị, có thể những sai phạm không phải từ khi ông Vương Đình Huệ làm chủ tịch Quốc hội mà từ thời ông làm Tổng kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính hay là Phó Thủ tướng Chính phủ. Điều đáng nói là họ không thật thà, không trung thực với Đảng. Ông thường từng đặt bàn tay lên trái tim, lỗi nhịp. Tôi cùng xương cùng thịt với nhân dân, tôi cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu, nghe cảm phục bao nhiêu, bây giờ khinh thường bấy nhiêu là cho cười muôn đời. Nhưng cái đáng mừng là đã vạch ra được tội trạng của họ. Nếu chậm một chút thôi, các ông rất có thể sẽ ở vị trí cao nhất của đảng, khi đó sẽ làm lỗi cả hệ thống. Bể Lũ Thuần An, Thái Hà, Phúc Sơn tiếp tục lũng đoạn thì đất nước sẽ như thế nào, tổ chức này sẽ đi về đâu. Vâng thưa quý vị, nếu cụ trọng không đành lòng phải ở lại khóa này, dù bệnh tật liệu có lôi được hàng loạt tổng công ty cỡ lớn có sân sau của những thế lực cỡ lớn ra tòa hay không. Đặc biệt, xử lý những vị trí cỡ lớn phải cúi đầu nhận tội. Xử lý văn hóa là chặt đứt hết chân tay của cỡ lớn, những cái vòi bạch tuộc, buộc cỡ lớn phải tự viết đơn từ chức một cách thoát thân đẹp nhất. Hai chủ tịch nước, một chủ tịch quốc hội, sáu ủy viên bộ chính trị, mấy phó thủ tướng, hàng loạt bộ trưởng, hàng loạt tướng lĩnh và hơn 100 cán bộ cấp cao bị kỷ luật, bị bắt. Làm được như vậy có phải là một kỳ tích hay không? không phải là một người như Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Đại tướng Tô Lâm hiện nay liệu có làm được hay không? Nếu không có phương pháp tiến hành mà làm kiểu đánh rắn động cỏ thì bọn chúng sẽ cấu kết với nhau, khó vạch mặt bọn chúng ra ánh sáng pháp lý. Nếu chính thể Việt Nam là đa quyền đa đảng, có thể sẽ xảy ra đảo chính, lật đổ phe cánh như một số nước từng xảy ra. Như vậy liệu có ổn định và phát triển được hay không? Đất nước Việt Nam ta hiện nay không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng bởi vì đảng ta là một đảng cầm quyền. Nguyên tắc tổ chức của đảng ta là lãnh đạo bằng nghị quyết tập thể. Đảng lãnh đạo lực lượng công an, quân đội theo phương châm trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện. Tổng Bí thư lãnh đạo, Chủ tịch nước thống lĩnh các lực lượng vũ trang, vì vậy luôn thống nhất tư tưởng nhất quán hành động. Tất cả với nhiệm vụ bảo vệ sự trường tồn của Tổ quốc, đó là tính ưu việt của đảng nhà nước, xã hội ta. Chưa đầy 6 tháng, ba tứ trụ phải chấp nhận nguyên tắc đảng, tự viết đơn xin từ chức, có lẽ chỉ ở Việt Nam là duy nhất trên thế giới. Cũng có dư luận băn khoăn về nhân sự, cái lò cụ dựng cụ xây, củi thì cũng đốt từ cây cụ trồng. Là bởi vì, cho dù lúc cụ trồng đã chọn giống cây tốt, chăm sóc tốt, nhưng trong quá trình phát triển bị sâu bệnh, bị thoái hóa, bị gió bão, bị người khác tàn phá, thì phải phá đi trồng cây khác giữ càng lâu cây càng lan ra vườn cây lộc to nhưng đất phúc mỏng thì cây đổ cây chết đứng là lẽ thường đó là sự tự diễn biến tự chuyển hóa tư tưởng mà đảng ta đã đưa vào nghị quyết cán bộ nhân dân ta không nên hoang mang lo lắng quá mức lúc này hơn lúc nào hết toàn đảng toàn quân toàn dân việt nam hãy tuyệt đối tin tưởng và đoàn kết xung quanh ban chấp hành trung ương đảng tiếp tục ngăn chặn loại bỏ quốc nạn tham nhũng đang cấu xé xương thịt tổ quốc Việt Nam. Quý vị có đồng ý với những ý kiến ở trên, hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết. Kính thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, hình ảnh các chiến sĩ công an, bộ đội không quản hiểm nguy, lên đường làm nhiệm vụ phòng chống bão lũ thiên tai đã làm lay động lòng người. Những cơn bão khốc liệt không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản mà còn đặt tính mạng của người dân vào tình trạng nguy hiểm. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã không quản ngại khó khăn, liều mình để bảo vệ nhân dân. Không chỉ chống lại đói rét, mưa bão, mà còn chiến đấu vì sự an toàn của cộng đồng. Song hành cùng với công tác cứu trợ thiên tai, thì nhiệm vụ chống tham nhũng tiêu cực, cuộc chiến chống lại những sâu mọt, hại nước hại dân vẫn không hề bị lãng quên. Ngọn lửa của lò bác Tô Lâm chỉ đạo vẫn bùng cháy mạnh mẽ. Mới đây, vào ngày 11 tháng 9 năm 2024, tại Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ 47 xem xét kỷ luật các tổ chức cá nhân liên quan đến đại án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương. Cùng với đó, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên đã thông tin về tiến độ vụ án cho biết, đây là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng với quy mô lớn, trải dài qua nhiều địa phương. Cơ quan điều tra đã khởi tố 23 bị can và thu giữ số tiền trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu đô la. 500 lượng vàng cùng hơn 1.000 sổ đỏ từ tập đoàn này. Vụ án liên quan đến những sai phạm lớn và đã làm dung chuyển nhiều cơ quan lãnh đạo cấp cao. Trong đó các quan chức từng đứng đầu tỉnh cũng bị liên đới như bà Hoàng Thị Thúy Lan, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Đặng Văn Minh, phó bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng nhiều cán bộ cấp cao khác. Vậy làm thế nào mà tập đoàn này có thể nắm trong tay những dự án lớn đến như vậy? Và mối liên hệ giữa Phúc Sơn với các quan chức như thế nào? chúng ta cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 47 để xem xét kỷ luật các tổ chức và cá nhân liên quan đến đại án tại Tập đoàn Phúc Sơn và các địa phương với sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cuộc họp tập trung vào các vi phạm của Ban Cán sự Đảng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Quảng Ngãi Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi các nhiệm kỳ 2010 đến 2020 cùng ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện các dự án do tập đoàn Phúc Sơn thực hiện. Nhiều cán bộ đảng viên, trong đó có các cán bộ chủ chốt của tỉnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng gây thất thoát lãng phí lớn tiền tài sản của nhà nước gây dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng và các chính quyền của địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật truy cứu trách nhiệm cá nhân đối với các vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ông lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ngãi đã bị bắt. Đặng Văn Minh và Cao Khoa, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bị khai trừ ra khỏi đảng. Ông Trần Ngọc Căng, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi, lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương, khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra và Ủy ban kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục kiểm tra xem xét, xử lý các tổ chức đảng và các cá nhân liên quan. Vậy câu hỏi được đặt ra là tập đoàn Phúc Sơn này là ai, liệu có quan to nào chống lưng hay không mà tập đoàn này có thể lộng hành như vậy. Đó là câu hỏi mà dư luận hiện nay đang rất cần câu trả lời. Tập đoàn Phúc Sơn được thành lập vào năm 2004 bởi ông nguyễn văn hậu người mà sau này được giới kinh doanh gọi là hậu pháo thời điểm đó phúc sơn chỉ là một công ty xây lắp nhỏ hoạt động ở quy mô cấp huyện với tên gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng phúc sơn theo như ông hậu chia sẻ ông sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đã phải vật lộn mưu sinh từ nhỏ kể cả làm nghề chạy xe ngựa để kiếm sống với ý chí vươn lên hậu pháo quyết định gây dựng sự nghiệp bằng cách thành lập công ty phúc sơn những năm đầu, công ty chỉ hoạt động với nguồn vốn ít ỏi, doanh thu không đáng kể và chỉ thực hiện các dự án nhỏ. Tuy nhiên, một bước ngoặt quan trọng đã đến vào tháng 8 năm 2009 khi Phúc Sơn chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần. Sự thay đổi này giúp mở rộng cơ hội cho Phúc Sơn trong việc huy động vốn và gia tăng quy mô dự án. Tuy nhiên, ngay cả sau khi chuyển đổi mô hình, doanh thu của Phúc Sơn vẫn khá khiêm tốn. Năm 2014, lợi nhuận của cả công ty chỉ đạt 100 triệu đồng, một con số rất khiêm tốn so với tham vọng trở thành một tập đoàn lớn. Thế nhưng đột nhiên, vào năm 2015, Phúc Sơn có một sự bứt phá đáng ngạc nhiên. Chỉ sau hai đợt tăng vốn, vốn điều lệ của công ty tăng lên gấp 12 lần, từ 129 tỷ đồng lên một con số khổng lồ là hơn 500 tỷ. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên hơn là mặc dù vốn điều lệ tăng nhanh chóng, nhưng kết quả kinh doanh của phúc sơn lại không có sự bứt phá tương xứng đến năm 2016 công ty đạt doanh thu là 514 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 3 tỷ đồng sang năm 2017 doanh thu giảm còn 468 tỷ đồng trong khi lợi nhuận lại tăng lên gấp 10 lần đạt 30 tỷ đồng con số tài chính tranh lệch giữa doanh thu và lợi nhuận này đã làm dấy lên nhiều nghi vấn về cách thức điều hành và hoạt động của tập đoàn. Những năm tiếp theo, tình hình kinh doanh của Phúc Sơn tiếp tục có những dấu hiệu bất thường. Năm 2019, doanh thu công ty chỉ đạt 84 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ có 80 triệu đồng. Đặc biệt là vào năm 2020, Phúc Sơn lỗ nặng với 17 tỷ đồng. Dù vậy, doanh nghiệp này vẫn liên tục trúng thầu nhiều dự án lớn từ Bắc vào Nam, khiến cho dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi về mối quan hệ của Phúc Sơn với các cơ quan chức năng và sự minh bạch trong các hoạt động đấu thầu. Dù kết quả kinh doanh không khả quan, nhưng Phúc Sơn lại rất thành công trong việc trúng thầu các dự án lớn. Ban đầu, công ty tập trung vào các dự án tại Vĩnh Phúc, nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn. Các dự án với vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng đã giúp Phúc Sơn khẳng định tên tuổi của mình trong ngành xây dựng. Sau khi thành công tại Vĩnh Phúc, Phúc Sơn tiếp tục mở rộng tại các tỉnh khác một trong những dự án nổi bật của tập đoàn này phải kể đến đó là khu đô thị Bầu Giang tại Quảng Ngãi với quy mô 49 ha và tổng mức đầu tư là 3.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án quan trọng nhất của Phúc Sơn có lẽ là khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ tài chính và du lịch tại sân bay Nha Trang cũ với vốn đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án lớn nhất của tập đoàn và cũng là dự án mang nhiều tài tiếng nhất liên quan đến nhiều sai phạm. Công chỉ dừng lại ở các khu đô thị, Phúc Sơn còn tham gia vào nhiều dự án tu bổ các di tích lịch sử. Một trong những ví dụ điển hình là việc tập đoàn này trúng gói thầu tu bổ, nâng cấp di tích lịch sử đền hùng tại Phú Thọ. Nhìn chung, trong suốt thời gian hoạt động, tập đoàn này đã bỏ túi 21 dự án với tổng mức vốn đầu tư là 40.000 tỷ đồng. Dù chỉ là doanh nghiệp cấp huyện, nhưng bằng một sự may mắn hiếm có, tập đoàn Phúc Sơn đã trúng thầu nhiều dự án lớn từ Bắc đến Nam. Nếu như Phúc Sơn làm thật, ăn thật và đúng tiến độ thì có lẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tập đoàn này lại liên tiếp bị khui ra nhiều vi phạm. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ cùng với yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã buộc doanh nghiệp này phải nộp hơn 11.900 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Nhưng hiện nay, Phúc Sơn vẫn chưa thực hiện được nghĩa vụ tài chính này. Đồng thời, cơ quan điều tra đã kết luận riêng tại thành phố Nha Trang Phúc Sơn đã rất có nhiều sai phạm. Vậy tập đoàn Phúc Sơn đã phá nát nhà Trang như thế nào? Thực tế thì trong số nhiều dự án của tập đoàn Phúc Sơn đầu tư ở thành phố nhà Trang, có 3 dự án đã xảy ra sai phạm. Đó là dự án các tuyến đường, các nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, dự án nút giao thông Ngọc Hội, dự án nút giao thông Ngọc Hội, dự án vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Tại 3 dự án này, tỉnh Khánh Hòa đã giao đất thanh toán để hoàn thành vốn cho Phúc Sơn. Thanh tra chính phủ kết luận tại 3 dự án BT tỉnh Khánh Hòa giao cho tập đoàn Phúc Sơn làm nhà đầu tư mắc rất nhiều sai phạm. Đầu tiên là không thực hiện cam kết mà tỉnh đã trình để được thủ tướng đồng ý, hay nói đúng hơn là mức đầu tư đã bị đội vốn lên hơn 400 tỷ đồng so với tờ trình của tỉnh. Tiền vốn thì đã tăng phi mã, trong khi tiến độ hoàn thành dự án thì lại chậm như rùa bò, kéo dài thêm 30 tháng. Theo hợp đồng, dự án trên phải được đưa vào sử dụng cuối năm 2017. Thế nhưng khi thanh tra kiểm tra, tập đoàn Phúc Sơn chỉ đạt có 27% khối lượng xây lắp. Thế là số tiền gần 500 tỷ kia xem như bỏ ra mà chẳng được lợi gì. Đã thế, dự án còn bị nằm đắp chiếu và không biết ngày nào mới xong. Trong khi đó, từ năm 2017, tập đoàn Phúc Sơn đã bắt tay phân lô bán nền gần hết các khu đất vàng để ôm hàng nghìn tỷ của người dân mua đất. Thành tra kết luận, những sai phạm về việc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận quỹ đất sân bay Nha Trang từ Bộ Quốc phòng và đồng thời bàn giao luôn cho công ty Phúc Sơn khi chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất là không đúng với quy định của luật đất đai. Từ năm 2016, ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định giao toàn bộ 62 ha đất sân bay Nha Trang cho tập đoàn Phúc Sơn. Để thực hiện dự án khu trung tâm đô thị, thương mại dịch vụ, tài chính du lịch Nha Trang mà không đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm luật đầu tư. Bên cạnh đó, tập đoàn này còn liên quan đến rất nhiều các dự án vi phạm ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, điển hình như ở Vĩnh Phúc, nơi đặt đại bản doanh của tập đoàn Phúc Sơn. Theo như báo VN Express, liên quan đến sai phạm tại tập đoàn Phúc Sơn, nhiều cán bộ cấp cao đã bị bắt, trong đó tại Vĩnh Phúc có ba lãnh đạo là cựu bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, cựu phó bí thư thường trực Phạm Hoàng Anh và cựu chủ tịch Lê Duy Thành. Cả ba lãnh đạo đều bị điều tra về tội nhận hối lộ. Tại Vĩnh Phúc, quê nhà của Hậu Pháo và cũng là nơi đăng ký kinh doanh của tập đoàn Phúc Sơn, có năm dự án nổi bật như trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, khu đô thị mới Vĩnh Tường dự án đầu tư và nâng cấp đê tả sông Hồng và công viên Nghĩa Trang Thiên An Viên. 3 trên 5 dự án mà công ty này trúng thầu có sai phạm lớn và chậm tiến độ. Chính những quan chức tài to mặt lớn như Bí Thư Vĩnh Phúc, Hoàng Thị Thúy Lan, Chủ tịch Vĩnh Phúc Lê Duy Thành. Đó là những vị lãnh đạo luôn đi giao giảng về phòng chống tham nhũng tiêu cực nhưng lại bị bắt về tội nhận hối lộ. Các bị can này bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ tập đoàn Phúc Sơn trong quá trình công ty này thực hiện các dự án tại Vĩnh Phúc dù trong nhiều trường hợp công ty này không đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về năng lực thi công và tài chính bà lan đã hỗ trợ phúc sơn trong việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư mà không tuân thủ đúng quy trình dẫn đến lãng phí ngân sách và lợi ích cá nhân cụ thể tập đoàn phúc sơn là đơn vị đã trúng thầu nhiều dự án ở vĩnh phúc và bà lan bị nghi ngờ đã sử dụng quyền lực của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho phúc sơn trong quá trình triển khai các dự án tại quảng ngãi cơ quan công an cũng đã bắt chủ tịch tỉnh Đặng Văn Minh, hai cựu chủ tịch tỉnh là Cao Khoa và Lê Viết Chữ, cùng nhiều cán bộ sở ngành khác. Họ bị điều tra cũng về tội nhận hối lộ từ tập đoàn Phúc Sơn, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Có thể thấy, vụ án tập đoàn Phúc Sơn là một vụ án có tính chất phức tạp và quy mô lớn, liên quan đến một mạng lưới gồm nhiều lãnh đạo cấp cao trên nhiều tỉnh thành. Đây không chỉ là một vụ tham nhũng đơn lẻ, mà là một chuỗi sai phạm kéo dài liên quan đến nhiều địa phương và dự án công quan trọng những vi phạm này của tập đoàn phúc sơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhiều cơ quan chính quyền vụ án gây ra những thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho nhà nước và nền kinh tế các hành vi khai man để ngoài sổ sách tài sản và gian lận tài chính của tập đoàn phúc sơn đã làm thất thoát hàng tỷ đồng từ các nguồn vốn công gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả đầu tư công đây là một lời cảnh báo về lỗ hổng trong việc quản lý và giám sát các dự án xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Nó chỉ ra sự cần thiết phải cải tổ hệ thống đấu thầu và tăng cường tính minh bạch để ngăn ngừa các hành vi tham nhũng trong tương lai. Tóm lại, vụ án tập đoàn Phúc Sơn không chỉ là một ví dụ điển hình về tham nhũng trong lĩnh vực công mà còn là lời kêu gọi cấp thiết về việc cải cách quản lý dự án và tăng cường các biện pháp chống tham nhũng tại Việt Nam.